hôm nay ngày 29 tháng Giêng nha. Chạy bộ Phúc Lộc chào tất cả anh em chú bác dân ca nha. Hôm nay em cũng bán mớ bộ mini nha, sẵn tối nay em gáp xe nha. Anh em tỉnh xa có nhu cầu mua thì ủng hộ tiếp em nha. Đây em còn 3 con mini đây. Thì anh em có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại em trên màn hình đó nha. Ba con bò này đòn tốt nha anh em chú bác. Đây em cũng còn bò già nha. Bò này số 4 nha, nó 1m4 nha. Bò này thuộc dạo nó nghiêng về gấp bô nha. Bò này thì ủ cũng mau nha. Anh em địa phương có nhu cầu mua thì đến chạy em nha. Dạ em thuộc xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Cặp quốc lộ 91 nha. Đây cặp số 4 nha. Anh này mất tư 4 phân nha. Đây hai con này cũng đi đôi nha, anh này cũng thay găng nha. Con này thì giật găng nha, nó nhóm găng này nha. Bọn này cũng mau, ăn đòn tốt nha, tự đòn tốt nha. Đây là cặp số 4 nha. Đây kế tiếp cặp bồ cú già nha, bò này thay 4 cái găng nha. Con mít từ 6, con mít từ 7 nha. Bò này về ủ mau nha, thay 4 cái găng về ủ tốc độ nha anh em chú bác. Đây là hai con cú số 1 nha anh em chú bác. Bò này chân móng hoàn thiện nha.
Đây, kế tiếp là cặp cú số 3 nha, hai con bò này đòn có thùng dạo nha, hai con bò này đồng thanh đồng thủ nha anh em chú bác. Hai con bò này đều lắm nha. Hai anh này đã dàn xương đi đâu nha. Đây, con bò số 2 nha. Bò này thay một đôi găng nha. Bò này mất 4-7 phân nha. Bò này già già nghe anh em chú bác, bò này ủ cũng mau nha. Bò này dạng bò đối cỏ nha, về ủ mau nha. Anh em chú bác gần xa có nhu cầu kênh đăng ký kênh ủng hộ tiếp em nha. Đừng em có quay clip mới là máy anh em có nha. Rồi, chào tất cả anh em toàn thể nha. Chú bác gần xa nha. Em kết thúc video nha.